là thân, học cùng khóa đại học. Thế thì khi mà cưới thì mình về để làm cái chức năng phù dâu, nhưng mà cuối cùng về thì đám cưới đã phải tổ chức từ hôm trước vì tránh báo động, tránh đo đạn. Chưa bao giờ cũng nhìn thấy một cái sự tàn khốc của chiến tranh nó lại thể hiện ngay ở trong nội thành Hà Nội như thế. Từ hồi bé rồi thì mình mới nhìn thấy xung quanh đứng hoàn toàn là đứng ở trên những đống gạch đổ nát, không có nhà cửa gì cả. Mà lúc ấy mọi người cũng còn đang đi tìm xác tìm thân, có cái cuộc sống bình thường của người dân vẫn diễn ra, tức là vẫn có nghe đám cưới như thế này. Cho nên tôi thấy cũng rất ấn tượng cái bức tranh này, vì nó làm cho cô nhớ lại những cái kỷ niệm mà mình không thể nào quên trong những cái cuối năm 12. Vì mình là người Hà Nội cho nên mình rất nhớ những cái này. Đối với bọn tôi thì đúng là đây là những năm tháng không thể quên. Còn với những cái thanh niên mà mới lớn đã không chứng kiến cái cảnh chiến tranh như thế này thì người ta sẽ được hình dung ra là những cái năm tháng mà cha mẹ đã vất vả như thế nào trong cái cuộc chiến tranh này.